ứng nước mưa đặng vừa lại đặng cái cuối mùa nắng á mình có nước để uống, tại vì ta phải xây hồ lớn như nè để chứa lại. Thành ra giờ nếu mà tôi còn mua thêm một cái số bình này nữa nè, vài chục cái vậy nè, để dựa lại dự trữ nước mưa, dự trữ nước mưa đặng có khi mà hạn thất thường là mình uống. Mấy cái năm hạn mà cách nhau mà bao nhiêu năm rồi chú? Năm nhuận là 4 năm. 4 năm, 4 năm có mà năm nhuận thì rõ ràng là năm 20, năm 24 lọc trở lại. Cái cây ra nước năm thôi. Năm lại hạn mặn một lần. Đúng. Có năm nhuận đó. Giữa năm 2020 với năm 2024 năm nào ác nghiệt hơn? Năm đó ác nghiệt hơn là có nghĩa là thay vì á là cái năm đó đó là có thể gần như là không nữa huyện được bị, và cái số người mà mạnh thường quân họ tiếp tế tới ít hơn, đúng không? Ít hơn năm nay đúng không? Chứ bộ trời nói tập trung là tại chợ Thạch Già hàng ngàn cái can sắt dày, vậy là cái người đi cuối cùng tìm trên một cái bồn có 30-40 khối không đủ nước thì người ta mang về rồi gọi chiếc xe xác khác tới. Còn bây giờ đó, được một cái là biết sao là tại theo tôi biết là khoảng nửa ấp 2, ấp 3 của xã Tân Phước này là tại vì cây nước của gia Thuận, cho nên hiện giờ không còn nước mà từ ở ngoài này, ngoài ấp tư này đi ra ngoài chợ xã Tân Phước thì được cái cây nước BO, cho nên hiện giờ bà con cũng gắn nhiều cái vòi quanh để cho ai ví dụ họ đi làm công nhân mà tăng ca mà không có trực tiếp đến đây để hứng nè, thì tối họ về họ ra ngoài đó rồi họ dân vô họ mang về họ sinh hoạt. Nó rất là khó khăn, cái năm đó là khắc nghiệt nhất. Sau Covid là nó đã mất việc làm, cũng như là nhà ai nấy ở bị cách ly, nhà ai nấy ở người không nói chuyện nhau được, nó khắc nghiệt nhất. Qua thiết kế nữa là năm 20 là năm nhuận là khen hiếm nước quá chừng luôn, mà thậm chí bây giờ có thay những vụ ngọt quá bò công mà được làm 3 vụ bà con được cơm no áo ấm. Rồi sau mấy năm gần đây hiện tượng này nè, rồi nhà nước họ hỗ trợ khi mà lúa nó đổ lên không có nước, rồi nhà nước phải làm sao, nhà nước phải mua nhiều ngàn cái máy bơm cho hết luôn cánh đồng đặng cứu cái lúa đổ cho nó kịp chín. Rồi sau cái vụ đó cái nhà nước bị thất thu tiền quá nhiều đi, cho nên nhà nước mới hai năm gần đây nhà nước củng cố lại là yêu cầu bà con làm 2 vụ thôi, tại vì cái lượng nước mà lúa xài nước dữ lắm. Thì bây giờ mình nghĩ đi, thí dụ Phúc Kinh này mà 10.000 cái máy bơm mà đưa xuống thì giờ hết ráo rồi. Thành ra cho nên nó là hiện giờ là được 2 vụ thôi, nhưng mà sắp tới đây nữa thì cái hiện tượng nước nồi nó có nhiều hơn á, thì nhà nước cho là làm 3 vụ rồi. Dạ, chỉ phần mình ở gần biển nó bị xâm nhập mặn này rất là ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế của mình hả chú? Khi mà nước ở trong mà nó bị thấp xuống thì mực biển nó cao lên. Dạ. Thì bắt đầu nó rò rỉ nó theo cái mặt cống. Rồi nó bị thấp thu rồi. Dạ. Làm lúa thì nước mặn không được. Dạ đúng rồi. Nước mặn đâu được đâu. Cho nên khắc nghiệt lắm. Rồi kế tiếp nữa, còn giờ là nhiều được mạnh thường quân. Dạ. Nữa nó gom lại là ví dụ như ấp ba này thôi, với gian cái ấp tư này, còn xịt ra ngoài kia là có bê ô rồi, có cái cây nước bê ô của Bình Đức, Mỹ Thoa đó, mang nước về cho nên đỡ hơn. Ví dụ giờ nói như xe đây nè, thì cái số người dân họ cũng được buổi sáng cũng có được 1-2 chiếc xe rồi, bây giờ mấy anh chút nữa, để đầu chiều cái có cái mạnh thường quân khác nữa, thành ra nước bà con xài coi như là được thoải mái chút. Còn cái năm kia là cái năm đi lên mang can lên sắp hàng ngàn cái can này nè, mà cái bồn có 20-30 khối, thành ra mang cái can về luôn á. Theo mà tình trạng nếu mà không có mạnh thường quân thì chắc chắn rằng năm nay nó không thua về năm 2020. Đỡ hơn là có thể thí dụ giờ tôi đi ra ngoài xã Tân Phước những cái vòi nước công cộng đúng không chú? Bây giờ họ thấy nước bà con mà khó khăn á, họ sẵn sàng họ làm một cái vòi ra. Để khi mà thí dụ chẳng hạn tôi đi làm công nhân về 8 giờ đêm đâu có ai cho nước đâu, thì tôi ra ngoài đó tôi hứng tôi chở về tôi giặt đồ giặt vũ. Đó là những người dành cho những người mà họ đi làm công nhân á. Nó đỡ hơn. Cái này thường kia làm ruộng hả ta? Làm ruộng thì hồi lúc ban đầu á
thì ngọt quá, bà công dẫn nước từ chợ gạo về đó để làm được ba vụ mà sau cái tình trạng mà... Bây giờ hạn phải khô rang vậy luôn hả? Khô rang này là cái mùa nắng đã sắp hết rồi, thì chắc có lẽ là khoảng 20 ngày nữa thôi, hoặc là 20 tháng 3 này nè, sau 30 tháng 4 khoảng lối chừng mùng 10 là họ xuống giống. Là tại vì cái chu kỳ á, tại tôi nhớ là cái năm đó mà cái chỗ này có làm ruộng luôn không? Làm ruộng làm lại luôn hả? Thì cái này mới thu hoạch khoảng chừng một tháng nay nè, thu hoạch cái vụ ba tháng nay nè, thì bắt đầu mùa mưa trở lại là sắp tới đây khoảng chừng 15 ngày đó bắt đầu là bà con mình xuống vụ. Xuống vụ. Dạ. Là thí dụ tuy là ở đây không mưa nhưng mà ở chợ gạo mưa là cái dẫn nước ngọt về. Dẫn cái con kinh xuống cầu 12 này nè. Dạ. Là bà con bơm vô yêu cầu xả là bắt đầu mùa mưa bắt đầu tới. Ví dụ bữa trang má nhỏ. Nói chung là ở đây thì, là dài và đôi thì một hồ nước là uống. Nói chung là bà con ở đây sử dụng là chủ yếu là nước mưa. Chờ đợi nước mưa. Con kinh cũng phải là sử dụng nước mưa luôn. Dạ. Bây giờ không mưa nè. Còn như ở Giang Kinh này á thì như mùa mưa thì bà con ví dụ mấy cái đường thuận lợi mà nhà nước là không dẫn ống cái đường cái mà nước không kênh á, như tụi tôi ở đây thì xài nước này thì mua thuốc xử lý vịt á về cho nó trong lại rồi nó vẫn ngọt, nước mưa xuống mà rồi giặt quần áo hay là sinh hoạt nó rất là ok. Nhưng mà con cái là ở đây công viên cái khu này lý do là cái cây nước Gia Thuận không đủ nước để bơm lên vòm, không có phân phối được. Mà nhờ là cây Bình Đức chứ Mỹ To là cây nước bị ô trên đó về, cho nên lúc nào cũng có nước. Cho nên đã chẳng đó cây nước đó cho nên năm 20 khắc nghiệt nhất. Mang hai cái can lên không có nước mang về. Nó ngập lắm. Còn bây giờ là nhiều mạnh thường quân á. Nhiều mạnh quân biết đến ha. Thì cũng thay mặt cho bà con đây ha. Cảm ơn mạnh thường quân cũng như là mạnh tài xế. Cũng như được nhiều sức khỏe. Thành công trong cuộc sống ha. Chú. Cũng chúc bà con mình đây là từ đây trở về sau cuộc sống nó sẽ thoải mái hơn nha chú. Ở đây thì ấp Tư thuộc xã Công Điền, ấp Tư, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tư nằm mấy bển nó qua nằm bên đây. Nó liên kề nhau. Nó chung lại luôn. Mừng lắm khi mà thí dụ mang mạnh thường quân mang nước lại, hồi đi lấy nước cái mặt ai cũng sáng rỡ đó. Tại có nước sinh hoạt, nào là giặt áo dài hay là này kia, có mấy đứa con mình đó cái cần cái nước ngọt này lắm. Còn nước mặn này có nhưng mà hết xài được rồi, nước biển rò rỉ vô rồi, bị rò rỉ vô rồi. Khi mà thủy loại mặn mà xâm nhập ở bà con nơi đây thì giàu với nghèo như nhau hả chú? Tại vì không có nước thì người giàu cũng không xài được. Thì họ giàu họ cũng phải đi, ví dụ như đi xin nước người ta cho, hoặc là ví dụ như cá khá thì lòn lắm. Như mấy cái người mà có chiếc xe ba kèn á mua. Đó với những người họ có tiền, nói đi chứ mình mua nước thì nó kỳ. Mỗi nước người giàu á. Rồi ví dụ như mấy cái nhà người neo đơn á, người già họ cũng đâu đến đây để mang nước được, thì cũng có mạnh thường quân người ta mang tới chở nước về tới Đồng Thông luôn, rồi tới cho những cái hộ đó khó khăn nó vậy đó. Nhà nước cũng hỗ trợ gạo thóc rồi kia là đó là những trường hợp, những đối tượng khó khăn. Bởi vậy khi mà tụi con xuống đây á, là không có xét cái gì hết, giống như là người ta cần nước, bà con cần nước thì mình cứ phát, chứ không giống như là đi phát gạo là mình phải lựa, mình phải đối chọn tượng. Cái người đối tượng như thế nào. Còn nước không thì, có không có lao động chính. Tàn tật hay là những vụ chính trị đó. Thì cũng cảm ơn nhiều. Mọi người vui vậy đó. Có nghĩa là quan tâm á. Tới cái gì việc này nè, không có nước để mang nước cho bà con. Thì cũng biết là cái điểm ở đây á là xe vô khó. Tại vì cái đường nó hẹp. Nên là bà con cũng khó mà kiếm cái nguồn nước sạch. Đúng. Nên là những chiếc xe tải mà gọn gọn về tụi con mới vô tới đây. Thôi chú đem nước về đi rồi tranh thủ đổ vô bồn nó qua lấy tiêm chú. Xe nó chở kìa. Chở nguyên cái bồn luôn kìa. Chở từng nhà luôn gì quá.
Hello ngoại. Ngoại hái cà chua hả? Cà chua của ngoại luôn hả? Cà chua của ngoại luôn hả? Con thấy nó muốn khô cây cho ngoại. Dạ, cái này người ta cho ngoại hái luôn hả? Nói chung cái vỏ cũng khô cây đúng không ngoại? À, ngoại kiếm mấy cây khô cây rồi ngoại, nó có trái nó còn tươi rồi ngoại. Cà này không phải của ngoại hả? Của người ta cho hả? Trộm hả? Của người ta cho ngoại hả? Không, bây giờ nó không nước tưới thì vườn cũng bỏ luôn rồi ngoại ơi. Ở đây thấy có mấy cái ống này còn nước tưới không mà ngoại? Họ trồng hết tưới rồi, nước hết tưới luôn hả? Trời ơi, thấy queo luôn kìa ngoại, coi trái này xài được không? Ngoại hái đi ngoại, hái đi ngoại. Dạ, ngoại hái đi, có trái nào ngoại ăn được ngoại hái đi. Cái này không phải của con nhưng mà con cho ngoại hái đó. Nói chung là cái khô cây hết trơn luôn. Cà này. Không khô cằn bây giờ không có. Nghe nói có sắt thùng đi hái nè, hái dạ. Về là không có ăn. Không dạ. Còn sự sống luôn rồi. Rồi cái cây bên đây nè, em thấy không Tâm, bắt đầu cái lá nó bắt đầu nó dợp lá luôn rồi kìa. Nước là không còn không có nước để mà tưới tiêu không, luôn. Không còn nước tưới luôn. Bà con rồi nền kinh tế này là bà con đi xuống luôn rồi. Con chở nước xuống hả? Dạ. Ngoại có lấy nước chưa? Mình lấy rồi. Lấy rồi ha. Lấy qua rồi. Nhưng mà mình đủ nước mình nhường bà con khác hay nhường ngoại? Ngoại coi có trái nào xài được không? Được. Trái nào xài cũng được đó. Ôi, khô cây trên này cả nhà ơi. Chưa năm nào như năm nay vậy quý vị. Hồi xưa giờ ở đây có tình trạng giống gì không ngoại? Hồi xưa giờ. Hồi xưa giờ có tình trạng mà khô hạn giống gì không? Đâu có. Có năm nay chứ qua năm rồi đâu có. Năm nay quá. Ừ, năm nay quá chừng luôn à. Năm rồi không có không ngoại? À, mấy trái đó còn ăn được đúng không ạ? Từ này cả nhà thấy không, trái cà nó rất là bự luôn rồi nha, nhưng mà bây giờ là cây bắt đầu nó dợp lá lại luôn rồi nè. Nó chuẩn bị trong vòng vài ngày. Mấy cây này nữa. Em nghĩ chắc khoảng vài bữa nè. Không, 1-2 ngày nữa. 1-2 ngày nữa xong rồi. Quá ừ, trời luôn. Ở đây trồng trọt không được rồi sao ngoại? Được chứ. Được nước tưới ngoại. Trời mưa xuống cái trồng. Đợi mưa thì mấy cây này đâu còn. Giờ không có mưa nè. Không có mưa thì có nước thì tưới. Nước kia đây con thấy nó bị nhiễm mặn mà sao tưới được? Giờ nghỉ bởi vậy bỏ này nè. Dạ. Bỏ này rồi ngoại mới hái cái này. Của người ta ngoại hái trộm. Ngoại hái trộm. Không sao đâu, ngoại hái vài trái ngoại ăn, chủ vườn không có la đâu. Dưới phần bây giờ cây bây giờ không có nước tưới và chủ vườn hầu như cũng cháu nghĩ bây giờ nó cũng bỏ luôn rồi. Phải chi bây giờ mà có một vài cơn mưa không ngoại? Một vài cơn mưa là con thấy cũng đỡ lắm á. Ngoài ngoại bây giờ là trong trời mưa dữ lắm không ngoại? Ngoại giờ ngoài trong trời mưa không? Trong trời mưa mà trong quay chừng nào mưa. Mà trời không mưa. Mà trời không có mưa rồi bởi vậy tụi con mới chở nước cho ngoại xài đó. Dạ. Ừ. Bởi vậy tụi con mới chở nước cho ngoại xài. Ngoại thấy không, chắc giờ mà 12 giờ trưa mà nắng gắt thì muốn bỏng da luôn á. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? Này hả? Dạ. 71 hả? Ngoài còn đẹp quá ta. Đẹp. Đó, già cả rồi còn đẹp như đó. Hồi xưa lúc 18 19 tuổi chứ nghiêng thành đổ nước hả ngoài. Ở ngoài, ví dụ như thời tiết mà khô hạn nắng nóng kéo dài gì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người ở đây như thế nào ngoài? Ai biết đâu. Mới có năm nay ai biết đâu, chưa biết sao nói nữa. Nhưng mà ngoài thấy trước mắt là gặp khó khăn không? Mà thấy trước mắt là thiếu nước là cuộc sống mình thiếu bị nước, bởi vậy thiếu nước cũng nhờ tụi con chở xuống đem xuống cho ngoại xài. Dạ. Phải không? Chứ họ chứ thiếu nước rồi nước đâu có đâu ngoại xài, ngoại cũng cảm ơn tụi con. Dạ. Phải không? Có nước mới có ngoại xài chứ không có làm sao ngoại xài. Ngoại hái cà này về hấp cơm hả ngoại? Ừ. Còn không ngoại, con thấy đằng kia có nhóc kìa ngoại. Còn nhóc kìa ngoại ơi. Hả? Ngoại cứ hái đi nè, không phải của con đâu, ngoại hái đi. Dạ. Ừ, của người ta không dám hái nhiều. Đủ ăn chưa ngoại? Dạ. Bây giờ cả nhà mình thấy ông nguyên một cái luống cà mà cà chua này cả nhà, đây nè, nó khô cây hết trơn luôn rồi, đây nè, rồi đó, và những cái cây mà cả nhà thấy nó còn xanh còn lại nè, là cái lá của nó nè cả nhà thấy không nè, bắt đầu nó cuốn kèn nó hết luôn, cuốn lại trơn luôn rồi nè. Đó thì chuẩn bị trong vòng 1-2 ngày nữa thì những cái cây này nó bị khô luôn chứ không còn đủ nước nữa để nó sống nữa. À, cả nhà thấy không? Quá trời luôn cả nhà ơi. Có những cây trái nè mà giật trái nên nó không đủ nước nữa mà nó biến thành một cái màu là như thế này luôn rồi nè cả nhà.
Quá trời, rụng hết trơn luôn. Qua màu thì không có nước để tưới tiêu luôn. Đó, bắt đầu nè, vàng lá này cả nhà. Đó, hầu như là những cây cà này, cây cà rất còn non, chứ không phải là những cây cà mà già nữa. Đó, rồi bây giờ là như vậy rồi, như thế nào? Có nước nè, nước mà đủ nước thì chắc chắn là đây nó sẽ họ vẫn tưới được. Nhưng mà một tháng mấy, gần 2 tháng nay là những cái cây này khát nước, cực kỳ khát nước luôn. Người ta mà không còn không có nước sinh hoạt, người ta mà không có nước uống thì hỏi đâu những cái cây hoa màu là như thế này rồi làm sao nước đầu sống. Quá trời luôn. Quá trời khô càng hết trơn. Đó, dưới ruộng thì vụ này là đâu có xạ được đâu, để khô hết trơn luôn. Nè, trên màn hình quý vị xem là nó khô trơn rồi nè. Đó, còn đông nữa. Vũ cùng tỉnh Tiền Giang với bà con luôn á cả nhà. Nhưng mà Vũ ở cái bè, bà con mình ở đây là ở Gò Công. Cũng mình thấy cùng quê hương rồi cùng tỉnh với nhau, Vũ thấy Vũ chạnh lòng. Và hôm nay là Vũ đồng hành cùng với những anh em được Mạnh Quân hỗ trợ và đem nguồn nước ngọt về cho bà con ở Tiền Giang. Thì hôm nay cũng hết mấy chuyến rồi, cho nên là Vũ rất là vui luôn. Coi nè, quá trời. Ồ, quá trời cháy luôn cả nhà ơi. Cái này thì không có nước là thua rồi. Quá trời cháy luôn. Biết cháy rồi. Bỏ luôn rồi. Đâu có sử dụng gì được. Nước đầu tới. Đó, cái đường mương máng mà cả nhà thấy không? Cái đường mương máng mà để giữ nước á, đây nè, Vũ quay cái nhà xem nè, đó. Đất bây giờ nó nứt xuống, nó nứt xuống hầu như là bấy tất luôn rồi. Nè, thấy không? Đâu có sống nổi. Khô luôn rồi. Quá trời luôn. Giờ sao giờ? Không có phương pháp nào cứu nổi. Tình trạng này là thua rồi. Thu nghiệp bà con ở đây cả nhà. Bây giờ nhà giàu cũng như nhà nghèo có cả nhà ơi. Có tiền có của thì không có nước cũng vậy luôn. Vàng lá hết trơn rồi. Vô cây hết trơn rồi.